Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ ví viêm phổi Vũ Hán với trận đánh úp Trân Châu Cảng, Trung Quốc hứng đòn sau đại dịch. Siêu cường thế giới Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đang tiến tới tuần lễ khó khăn và đau buồn nhất. Tổng y sĩ Mỹ Jerome Adam vào hôm ngày 4 tháng 4 năm 2020 đã đưa ra lời cảnh cáo nghiêm trọng nhất về tuần đau buồn và khó khăn nhất trong hầu hết đời sống của người Mỹ tính từ ngày 5 tháng 4 sẽ diễn ra. Đây là hình ảnh Tổng y sĩ Jerome Adam của Mỹ. Tổng y sĩ Adam, một trong những bác sĩ phẫu thuật hàng đầu của nước Mỹ đã chia sẻ như sau. Đây là tuần lễ khó khăn và đau đớn nhất với hầu hết người dân Mỹ. Đó là khoảnh khắc nhuốm màu Trân Châu Cảng hay thảm họa khủng bố 11 tháng 9 của chúng ta. Chỉ có điều đây không phải là thảm họa của riêng địa phương nào. Dịch bệnh đang diễn ra trên toàn đất nước. Tôi muốn người Mỹ hiểu điều đó. Tổng y sĩ Adams lưu ý hiện nay vẫn còn khoảng 9 tiểu bang không áp dụng các lệnh phong tỏa. Và cũng là các bang chịu trách nhiệm cung cấp phần lớn nguồn lương thực, thực phẩm của Mỹ. Ông kêu gọi người lãnh đạo những bang này hãy thúc giục người dân ở nhà ít nhất trong vòng 7 đến 10 tuần tới và truyền đến mọi người một thông tin rằng vẫn còn ánh sáng ở cuối đường hầm nếu mọi người tiếp tục thực hiện phần việc của mình. Bác sĩ Fauci, Giám đốc Bệnh viện Nghiên cứu Dị ứng và Bệnh viện Truyền nhiễm Quốc gia Mỹ và là thành viên then chốt của tổ đặc nhiệm chống viêm phổi Vũ Hán của Nhà Trắng, chia sẻ trên kênh CBS trong chương trình vào hôm 5 tháng 4, ông nói: "Tôi sẽ không nói rằng chúng ta đã khống chế được dịch bệnh, đó là tuyên bố sai lầm." Bác sĩ Fauci cũng dự định và dự báo trong tuần tới sẽ có thể là những điều gây sốc đối với một số người, nhưng đó là điều sẽ xảy ra trước khi tình hình diễn biến tốt hơn, nên hãy chuẩn bị sẵn sàng. Và ngay sau khi các bác sĩ hàng đầu của Mỹ đã cảnh báo nước này nên chuẩn bị tinh thần bước vào tuần khó khăn và đau buồn nhất, Đại học Johns Hopkins đã ghi nhận được hơn 1.200 ca tử vong vì viêm phổi Vũ Hán trong ngày 5 tháng 4 tại Mỹ. Đây là hình ảnh bác sĩ Fauci, Giám đốc Bệnh viện Nghiên cứu và Dị ứng Bệnh viện Truyền nhiễm Quốc gia Mỹ. Theo số liệu trên website của Đại học Johns Hopkins tính đến cuối ngày 5 tháng 4, cho thấy đã có ít nhất 337.072 ca mắc viêm phổi Vũ Hán tại Mỹ. Trong đó có 9.622 người đã tử vong. Trong cuộc họp báo trước đó, bác sĩ Anthony Fauci đã cảnh báo số ca tử vong vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tại Mỹ sẽ còn gia tăng trong thời gian tới, bất chấp các số liệu cho thấy ca nhiễm mới có vẻ ổn định. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 4 tháng 4 năm 2020 kêu gọi người dân Mỹ chuẩn bị đối phó với sự tăng mạnh các ca tử vong vì cúm Vũ Hán trong những ngày tới đây. Ông Tổng thống Trump nói tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng rằng sẽ có nhiều chết chóc và chúng ta đang tiến tới thời điểm sẽ rất khủng khiếp. Và chúng ta sẽ chưa bao giờ chứng kiến những con số như thế, có lẽ chỉ thấy trong chiến tranh thế chiến lần thứ nhất hoặc thứ hai. Các chuyên gia y tế của Nhà Trắng dự báo có khoảng từ 100 đến 240.000 người Mỹ có thể tử vong trong đợt dịch bệnh lần này, kể cả người dân tuân thủ nghiêm cậu khắc yêu cầu phải ở nhà để tránh dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán vẫn có thể lây lan và giết chết số người này. Tại bang New York của Mỹ là bị tác động nặng nề nhất khi chiếm gần một nửa số ca tử vong vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tại Mỹ. Thống đốc bang đã kêu gọi sự trợ giúp từ các bang khác và tình nguyện viên ở cả những người đang hoạt động trong các ngành y tế khắp nước Mỹ. Đây là hình ảnh các lô hàng, khẩu trang và thiết bị y tế đang được khẩn trương chuyển đến New York. Từ New York, thông tín viên của đài AFP của Pháp, Anaki, tường thuật như sau. Từ phía bên bờ Tây, nơi tin tốt lành đến với thống đốc bang New York, ông Andre, bang Oregon hứa gửi khẩn cấp 140 máy trợ thở cho New York. Ông Andre nói thêm, trong cuộc chiến này chúng ta có cùng một mục tiêu, đó là ngăn chặn đà lây lan của viêm phổi Vũ Hán. Bang Oregon đã biết điều này và cũng là vì lợi ích của họ. Lửa đang tiến dần về phía họ, cần phải dập lửa trước khi chúng tràn sang nhà họ. Cách nay vài ngày, thống đốc bang cho biết New York phải chạy đua với thời gian, bang có nguy cơ rơi vào tình trạng không còn máy trợ thở trong tuần này. Cần thiết bị cũng như là cần cả nhân sự và cho đến nay,
đã có 85.000 tình nguyện viên đáp ứng lời kêu gọi. Họ là những bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên đã về hưu hay đang hành nghề khác. 1/4 trong số họ đã đến từ các bang khác như Ohio, Florida hay Louisiana. Vào thứ Bảy ngày 4 tháng 4 năm 2020, ông Andre còn cho biết thêm ông sẽ cho phép các sinh viên sắp nhận bằng tốt nghiệp trong năm nay được bắt đầu hành nghề ngay từ bây giờ. Và kể từ thời gian qua, các báo động được gửi trực tiếp vào điện thoại di động của người dân bang New York kêu gọi sự tình nguyện của những người trong ngành y tế. Ông Andre Cosmo đã nói như sau: sự đóng góp này sẽ được đền đáp. Và cũng vào ngày 4 tháng 4 năm 2020, bang New York của Mỹ đã chứng kiến một cột mốc đau buồn. Trong gần 5 tuần, viêm phổi Vũ Hán đã cướp đi sinh mạng của những người dân ở nơi đây nhiều hơn cả vụ khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Đây là hình ảnh đường phố New York đã trở nên vắng lặng người qua lại giữa mùa đại dịch. Sự kiện đau buồn nhất mở màn cho thế kỷ thứ 21 là khi quân khủng bố đâm máy bay vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới VTC. Ở New York và một số địa điểm khác đã khiến khoảng 2.700 người thiệt mạng. Trong khi đó, tính đến ngày 4 tháng 4 năm giờ Việt Nam, theo dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã khiến khoảng 3.000 người tử vong tại bang này và con số đang tiếp tục tăng lên mỗi ngày, mỗi giờ. Cây bút Max Bot đã có bài viết với tựa đề "Tôi thấy sự kiện 11 tháng 9 ở New York" trên báo Washington Post giữa tuần trước. Nhưng theo tác giả, những gì đang diễn ra tại New York còn tồi tệ hơn vụ khủng bố kinh hoàng năm xưa. Max Bot mở đầu bài viết như sau: tôi chưa từng nghĩ rằng thành phố New York có thể trải qua bất kỳ thứ gì tồi tệ hơn vụ khủng bố ngày 11 tháng 9. Nhưng tôi đã sai rồi. Một lần nữa, thành phố New York hứng chịu thiệt hại nặng nề. Nhưng lần này tác động không giới hạn chỉ ở Manhattan, kẻ thù vô hình này còn gây sát thương hơn cả nhóm khủng bố Al-Qaeda. Dịch bệnh xâm nhập mọi ngõ ngách của New York, từ quận Queens, Brooklyn cho tới quận Bronx. Hệ thống cứu hộ 911 nhận số lượng cuộc gọi hàng ngày nhiều hơn cả ngày 11 tháng 9 năm 2001. Trong khi đó, các bệnh viện đông nghẹt người và cơ sở y tế tạm thời đang được dựng lên khắp nơi, như tại trung tâm hội nghị Jacob ở quận Manhattan. Trong tuần trước, trung bình New York ghi nhận một ca tử vong do nhiễm viêm phổi Vũ Hán cứ khoảng 10 phút. Thậm chí có ngày chỉ 2 phút rưỡi đã có một người bị chết. Và nhiều bang khác của Mỹ cũng đang chứng kiến sự lây lan khủng khiếp và nhanh chóng của dịch bệnh này. Đây là hình ảnh Thống đốc bang Washington Jay Inslee. Số người chết tại các bang và Washington đang tăng nhanh. Theo cảnh báo từ Nhà Trắng, đây không phải là thời gian để người Mỹ đến các cửa hàng tạp hóa hay tới nơi công cộng. Nhiều bang ở Mỹ đã thực hiện phong tỏa nhằm ngăn chặn loại cúm Vũ Hán lây lan. Đáng lo ngại hơn, Mỹ bắt đầu có một số ổ dịch mới bên cạnh bang New York, như bang Louisiana đã có 12.000 ca nhiễm và số người chết ở đây nhảy vọt lên 409 người. Số lượng máy thở ở bang này có nhiều khả năng sẽ cạn kiệt vào trong những ngày tới khi lượng bệnh nhân nhập viện quá lớn. Ông Jay, giám đốc tiểu bang Washington, nơi ghi nhận ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán đầu tiên tại Mỹ, nhưng đã khống chế được phần nào tình hình nhờ hành động kịp thời. Nếu các bang khác không đáp ứng các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt, dịch bệnh sẽ lan nhanh với quy mô khó kiểm soát. Ông Ains đã chia sẻ như sau: tốt nhất chúng ta nên áp dụng mệnh lệnh ở nhà trên quy mô toàn quốc. Ngay cả ở Washington, làm tốt điều này, nếu các bang khác không thực hiện được, dịch bệnh sẽ trở thành và tràn qua biên giới của chúng tôi sau 2 tháng nữa. Dù vậy, không phải bang nào cũng áp dụng lệnh phong tỏa. Ông Asha, giám đốc tiểu bang Alaska, từ chối ban hành lệnh hạn chế người dân ra đường do tình hình đang được theo dõi chặt chẽ và mục tiêu trước mắt của chính quyền là làm chậm lại sự lây lan của cúm Vũ Hán. Tuy nhiên, trong một diễn biến mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 5 tháng 4 đã bày tỏ hy vọng là Mỹ đang chứng kiến tình trạng chứng lại ở một số địa điểm nóng dịch bệnh và khẳng định người Mỹ bắt đầu thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Đây là hình ảnh Thống đốc bang New York, Andre. New York, bang hứng chịu viêm phổi Vũ Hán hoành hành nặng nhất. Vào hôm 5 tháng 4, theo giờ Mỹ cho hay, lần đầu tiên trong một tuần số ca tử vong tại địa bàn này giảm đi so với một ngày trước đó. Tuy nhiên, New York vẫn ghi nhận gần 600 ca tử vong mới và thêm hơn 7.300 trường hợp nhiễm. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại buổi họp tại Nhà Trắng rằng
có lẽ đó là dấu hiệu tốt. Thống đốc bang New York Andre cùng ngày thông báo số ca nhiễm mới đã giảm 50% trong vòng 24 giờ. Nhưng ông tỏ ra thận trọng khi cho rằng vẫn chưa có rõ liệu cuộc khủng hoảng mang tên viêm phổi Vũ Hán đã đạt đỉnh điểm tại địa bàn này hay chưa. Vào thời điểm thông báo, New York đã ghi nhận hơn 122.000 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán với 4.159 ca tử vong. Liệu bang New York đã bước qua thời buổi khắc khó khăn này hay chưa? Và sau New York sẽ là bang nào của xứ sở này sẽ phải trải qua những ngày địa ngục? Câu trả lời còn đang ở phía trước và chúng ta tiếp tục theo dõi. Qua những diễn biến trên, chúng ta thấy rằng dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp và giới khoa học vẫn cập nhật tình hình dịch bệnh khắp nơi để nghiên cứu và đặc tính của căn bệnh có sức lây lan khủng khiếp và kỳ lạ này. Một câu hỏi luôn được đặt ra, viêm phổi Vũ Hán là một loại virus tự nhiên hay được chế xuất từ phòng thí nghiệm của Trung Quốc để tấn công nước Mỹ và các nước phương Tây? Sau đại dịch này, chắc chắn chính quyền Mỹ và các đồng minh sẽ làm sáng tỏ điều này và đưa các tác nhân gây ra thảm họa toàn cầu này ra ánh sáng. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.